Ôi ai nhở? Em à? À đà. Em à? Em đây, em đây. Em hôm nay có hứng thú làm tí thể thao cho nó ra mồ hôi, cho lợi sức khỏe không? Em đang đợi này, em mới đổi qua đội hình Juventus. Trời ơi, đổi qua đội hình Juventus có Cristiano Ronaldo. Đúng vậy. Được nhá, đẹp mà. Hay như nào nhở? Vẫn như cũ nhở? Như cũ quá, nhưng mà anh thua anh nhiều lắm rồi, có thể mình nâng nâng nó lên xíu luôn anh nhở? Địt mà em nâng lên là như nào? Vậy mình muốn nâng như nào? Bây giờ mình đá 3 trận 2 triệu thì nó hợp lý. Địt con mẹ, thế thì nó to quá, nó bị kiểu cờ bạc đấy. Bây giờ tốt nhất là như này đi. Không, bây giờ tốt nhất là như này này. Bây giờ vẫn đá như thế, 3 trận 1 triệu. Nhưng 3 trận 1 triệu tính thêm cả bàn thắng nữa, tại vì lối đá em rất hay và cái khả năng ghi bàn của em như một sát thủ vậy. Mỗi trận em có thể ghi cho anh 3-4 bàn thôi là em đã có thêm 2 lít rồi, đúng không? Nhưng mà tính bàn thắng từ trận thứ hai được không anh? Sao lại tính từ trận thứ hai? Tại vì trận thứ một, trận thứ đầu tiên là em chưa có vô form. Ừ được rồi, thế thì tính từ trận thứ hai. Bao nhiêu tiền một bàn nào? 50.000 một bàn. 50.000 một bàn, ok em nhá. Ok nhá. Nghĩa là trận đầu đá bình thường đúng không? Thế có tính cọc không? Có tính cọc chứ. Rồi, cọc 100. Cọc trước 100, cọc sau 50 nhá, vẫn thế nhá. Thôi bỏ cọc sau đi nè, cọc sau chơi cay lắm. À thế à, ừ thế thôi bỏ cọc sau vậy. Rồi cọc sau 100. Thế thẻ vàng, thẻ đỏ như nào nhở? Thẻ vàng 100, thẻ đỏ là 500. Thẻ đỏ, uầy, 500, thẻ đỏ 500 luôn. Vâng, cái kiểu là chơi phơi mình chơi thẻ đỏ là nó bị phi thể thao anh hiểu đúng không? Đúng rồi, nó là bẩn vãi lồn rồi, đéo chấp nhận được, nó nên bị tẩy chay. Đúng, không với anh 500 anh còn thấy rẻ ấy. Nhưng mà hai thẻ vàng vẫn tính là một thẻ đỏ đấy nhá. Không. Thì ví dụ như đi mẹ mày một thằng xoạc hai lần thẻ vàng thì nó vẫn bị rút thẻ đỏ. Rồi, đúng không? Rồi, đúng, ừ, đúng, 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 tất cả đều ý anh. Em tưởng đâu anh nói là trong một trận hai thẻ vàng là thẻ đỏ là em không không hai thẻ vàng một thằng mà nó bị rút thẻ đỏ ấy, đúng không? Ok anh ơi. Ừ nhá, ok nhá. Ê, mình đá trận giao lưu anh độ nhờ, cho nó nóng tay đã. Thôi giao lưu làm gì, mình chơi luôn chứ địt mẹ thể. Anh bây giờ mày chơi thì anh mới chơi, chứ mày không chơi anh chơi làm đéo gì. Thì anh em mình hòa nhau đúng không? Cần đéo gì phải hâm nóng làm gì. Đưa cho nó ngang phèo đi. Ok nhá. Thế mình chơi đội hình vẫn như bình thường đúng không? Đội hình cộng 1 đúng không? Đội hình cộng 1 chứ anh. Ừ rồi ok, Quang Đạt nhá. Ui mời nhanh thế, địt mẹ em mời đấy, bây giờ nhá, bây giờ nếu mà công bằng anh độ ạ. Ừ. Là hai trận đầu anh em mình đá đội hình cộng 1 đúng chưa? Ờ. Xong là trận cuối mình chơi đội hình, muốn chơi đội hình nào chơi. Ô thế đấy. Ví dụ như là mày thắng tao hai trận thì trận cuối cũng đéo được chơi đội hình cuối à đúng không? Là sao anh? Thì bây giờ ví dụ như chơi 3 trận nhưng mà mày thắng 2 trận là mày thắng luôn rồi, thì mình còn đá trận cuối làm gì nữa. Thì bây giờ mình cứ giải quyết xong cái vấn đề này đi, xong rồi mình đá boy nớt thêm một trận đi mẹ với đội hình okay kia này. Nữa đúng không? Hợp lý. Hợp lý nhá. Ok chưa? Đâu, okay, nó bị lắc hình thôi, vẫn dure đấy. Ok. Đi chỉnh lại nút đi nhá. Thằng nghe ra ngoài nhá, đi bạn ngồi đây cổ vũ linh tinh nhá. Coi, bấm hình. Mày thích ngồi cổ vũ, mày đi kiếm thêm một thằng nữa vào đây cổ vũ cho nó đều đi. Không, mày lại ngồi cổ vũ ông bô là tao bị thiệt đấy. Ê, để em gọi anh xe me nhá. Để em thôi, đi bạn, thôi, đá luôn. Gọi xe me cổ vũ cho anh. Không, đi bạn đá nhanh, không có lợi nên nó vào đấy. Cố lên bôi, cố lên. Đúng rồi. Để xíu, xuống em kêu hết anh em lên đây đã. Ồ, địt con mẹ vãi lông. Đây là tôi cổ vũ ông. Tất nhiên rồi, hãy ổn định. Đây rồi. Địt mẹ mày vãi lông đông thế. Em đá trên độ. Ôi, anh trời. Một trận một kiểu đấy. Tí đi Henry. Đây ơi. Ôi. Mày đéo ai đùa như thế. Mọi người cổ vũ cho em đi, tí em donate mọi người 100, coi như tiền cổ động viên. Tiền cổ động viên. Phải còn livestream trực tiếp nữa không? Phải vào xem trực tiếp cơ. Đây rồi. Vãi lồn. Từ. Anh đó ơi, livestream trực tiếp cho khán giả em với anh độ. Thì mẹ mà tao đang like bên này rồi, nó bị chưa đường truyền. Mày like bên mày đi. Em like nó bị lag. Đéo, có thằng nào cổ vũ tao đéo đâu, tao like chúng nó đéo ấy.
Có, tí em chia anh 200. Tôi của Vũ ông à. Thì ông chia tôi 100 là được. Đi chết mẹ, Bông Bin ơi, đổi nút không được gì Bông Bin. Đủ má, đã bảo chỉnh lại nút đi vào chương trình à. Chưa, chưa. Có chỉnh lại không? Có, rồi. Mà, mày. Nhiễu xong. Alessandro, Henry. Henry, đi tới. Thì đi Henry. Gạt cái nhẹ, đó. Vô phơm ngay. Đâu, form đâu, làm gì có. Form đâu. Ơ, tại sao? Từ anh ơi. Du đi cây, Messi lên Lima. Du đi cây anh đội. Từ để em cắt Du đi cây cái đã. Hàng gì bấm đổi cầu thủ không được. Nhưng được tật. Từ anh đội, từ được chưa, đi hoại. Rồi. Giờ anh ơi. Tuy đi Henry. Làm gì đi. Lắng cái nhẹ nè. Tạt vô nè. Nè. Bảy nè. Trời ơi anh Bảy ơi. Đéo hiểu luôn anh Bảy ơi. Sợ cái lồn thịt mẹ mày biết nó toàn thêm cả cánh đánh đầu ạ. Chơi kiểu hên xui vậy luôn. Ơi. Để em thay Dybala vô lay Covid cho nguyên đội bóng anh luôn. Làm cách nào để chống lại sự khó chịu. Chuyên kìa thịt mẹ vãi lồn. Đây rồi. Đâu nào. Đây rồi. Rivaldo. Ronaldo de Lima. Đây rồi. Van Dai. Henry. Đây. Đây. Từ đi Henry. Tạ cánh đánh cái đầu. Đây rồi. Đây rồi. Đi con mẹ to tật cánh đánh đầu ạ. Vãi lồn thật. Vida. Mày địt mẹ mà chèn không? Mày thích chèn không? Cổ động viên đâu rồi, em trả 100 mà về là không trả tiền nhá. Bồi, cố lên. Mẹ đéo ngắt tôi làm được, tôi làm được, tôi làm được, không bên. Bí thế nhở. Cố lên. Tôi nghĩ rằng tất cả bí quá, hôm nay bị em tấn công hơi nhiều đấy, em giữ bóng 100% đó nha anh độ. Quá quẻ này. Ôi, bò quẻ. Cái đéo chèn rồi nó địt mẹ sau này đội tao yếu quá nhở. Đâu có đâu, tại vì em hay đó, bình thường nó hay, đó lối đá ánh sáng mà. Đây nè, lối đá ánh sáng mạnh độ. Sáng lắm anh độ ơi. Sáng lắm. Đây rồi. Đến phía đi. Hay quá. Bạn thắng đáng xem đây anh độ ơi. Đúng vậy, bóng đi theo kiểu không hút vào đây. Điệt mẹ. Điệt mẹ. Điệt mẹ. Điệt mẹ. Quá quẻ đây. Kít. Bình tĩnh, không có gì phải vội cả. Không gì phải vội cả. Anh đỡ đúng rồi. Không hề run, không hề tâm lý. Ronaldo. Ôi. Phải lồn anh ơi. Đéo bảo à, đi. Đây nè. À, 100, đi mai tiền cọc. Thầy, rồi thua đấy, thấy thua đấy. Đen vãi lồn anh ơi. Đéo hiểu không. Trời, đánh đầu quá đẹp như thế mà cục dọc không hiểu. Không hiểu. Em không hiểu. Ronaldo de Lima. Mày phải sút luôn này. Sút đen đây. Lên em Messi. Ôi giời ơi, nhẹ quá. 2 phút vừa giờ mọi người ơi. Đây rồi. À mày. Từ, về đi. Tiền vệ anh em, ui đúng rồi. Cố thế nhở. Cố. Từ nhá, mày vẫn nợ một cọc đấy, địt mẹ. Ok, em nhớ mà, trời ơi. Mình thắng 1 triệu, mình thắng 2 trận đi 2 triệu đúng không? Thua 100 thì có làm sao? Vẫn lời 1 triệu chính. Đâu ra địt mẹ mày 1 trận 1 triệu vậy? À, 1 trận 500 em nhầm. Anh có đổi sân không? Đổi, địt mẹ cho tao sang sân nhà đây. Rồi luôn, cho anh về Bernabeu luôn nhá. Không, địt mẹ tao đá Chelsea. Cần đấy. Phải ăn mực á, địt mẹ chẳng lẽ ăn mực đen thì thế cơ à? Không phải, tại em hay đấy. Được chưa? Vô đây. Trời mẹ mày đi, mày vẫn nợ một cọc đó nhá. Em nhớ mà. Bà lá. Không có gì phải vội vàng cả. Eden Hazard. Ui, Abraham đây rồi. Tài năng chuyển. Đây rồi. Eden Hazard.
đâu nào? Abraham! Ui giời, chúng chọc cái anh nhá. Cọc đâu mà cọc đâu? Ờ anh không cho em xem à? Tí nữa xem lại. Làm đéo cọc. Cọc mà. Không có. Có anh đá đi, anh đá đi. Ừ thì đá. Messi! Ui giời kia đi. Ui có pha phóng lên. Zidane. Zidane đâu? Salah! Ui giời ơi, mẹ ạ. Ủa Chelsea làm gì có Salah anh? Sao không có? Đúng má mày. Cần phải phá bóng ngay. Ui, chụp lại. Đi. Hay quá. Mày, à mày tạt cho ai đây? Tạt cho thằng quay phim à? Cái lồn tập. Hay quá. Ồ, họ đã mất quyền điểm và đàn đầu. Ôi trời ơi. Ơi. Đàn Tiền Ray. Mày tao lại mày. David Lodit, hay quá. Ui hay quá Lodit ơi. Ôi ôi. Abraham. Ôi. Abraham. Trời ơi. Mẹ mày chân dài mà sút nhẹ vậy. Sắc này ơi, hay quá em ơi. Lên lương. Nè anh đội ơi, tạt góc bình thường thôi anh. Gullit. Gullit. Ui giời ơi, mẹ mày đánh bầu cháy rồi. Biết là xong mà. Người ta phải căn chứ em. Mẹ nó phải lắn nót. Mà anh thấy anh vào một cái phạt góc anh có vinh hạnh không? Vinh hạnh chứ. Vinh hạnh mấy lần em. Không, nhưng mà anh không thắng trong lòng người hâm mộ em thề. Ừ, thì sao cần gì đi mẹ. Tao chỉ cần mua sữa con thôi. Mày thì lúc nào cũng chẳng thắng trong lòng người hâm mộ rồi, sao tao tranh được? Ui. 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 Salah chạy kìa, không kèm Salah à. Salah kìa. Trời ơi. Đây. Kevin, trời ơi, mẹ mày đá nó phải là như thế mọi người ơi. Lừa vãi luôn. Hai trái rồi mọi người ơi. Ờ, từ trận 2 là này, từ trận 2 là tính 50.000 một bàn đấy nhá, mày nhớ không đây? Không thể tin được. Vâng, đối thủ của họ dường như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đâu, em nhớ gì? Nào, đi bạn tí tao tua sờ chim tao đập vào mồm mày nhá, bố nhá. Ờ, em nhớ. Nhớ là tốt, 100.000 tiền thẻ, à tiền bàn nữa. Ok anh ơi. Đây là một pha bóng. Ui, nguy hiểm quá. Sợ quá. Con mẹ nó lừa thế nhở. Chạy đi Salah ơi. Mẹ chọc khe quả tham vọng thế. Ôi hay quá em ơi. Salah. Ui giời địt mẹ. Con mẹ. Lừa quá. Nữa. Ngắm. Đừng ăn đòi. Thầy. Ngắm. Đờ Sali. Ngắm. Ui. Ui rồi sút đẹp con mẹ mày sút. Ui rồi. Giấy đậu bùi. Ít con mẹ mày. Đéo hiểu luôn. Thằng cậu dễ vãi cả lồn thật. Vâng đúng vậy. Đó là một pha dứt điểm. Từ cái này cho em bình tĩnh lại cái. Một cái trận áp đảo. Tạm được. Cái bữa anh hai trái em còn gửi được mà. 30 chứ phải là Tết anh đồ ơi. Đấy. Ronaldo. Đít đâu thế nhở? Ui, đâu Ronaldo đâu? Mày kiện vô chân hoài vậy? Ronaldo đâu? Từ anh đợi xíu em thay đi Bala vô là khác ngay. Ủa thì thay đi, thay đi Ui, Salah! Abraham trong rồi kìa. Abraham ở trong rồi kìa. Abraham! Ôi! Vẫn vào! Con mẹ Việt Vĩ! Sát cả lồn thật! Việt Vĩ! 100 bắt đầu ơi! 100! Ừ, thì hòa cọc! Thì hòa cọc! Đi mẹ! Rồi, hiệp mới đi em ơi. Ôi, anh đâu? Ờ thì thôi, thì đá. Khó thế. Thì đấy, vẫn thế. Anh 3-0 rồi, anh còn câu bây giờ nữa. Ui. Chạy đây các bạn nè. Thì đi Henry. Đi đi hôm nay không thấy Henry dốc điên nữa nhở, lại dốc điên lắm mà. Đây ơi. Đây ơi. Đâu ui. Đâu nào? Ta ơi. Đâu nào? Làm gì có. Eden Hazard. Eden Hazard. Eden Hazard. Ô, Abraham. Ui giời đi. Ui, nhẹ quá, nhẹ quá. Con mẹ. Đi con mẹ. Đi mẹ nó lòng ngoa lòng ngoằng. Mẹ em chống tê nhờ. Đi đi Henry. Sao ấy? Đồ ế ơi. Ai lồn đất. Ai lồn mày bấm enter anh ơi. Đi mày đéo hiểu luôn. Thề thua là đúng rồi. Không sao, chẳng sao làm lại. Chẳng sao quyết định.
cái điệp con mẹ mày sao là điệp mẹ đồ lima của tao. Nó bị sao vậy? Điệp mẹ nó. À thì ra là nãy giờ anh độ thả mình để trong vô trái nữa 200 má ơi. Em cứ tưởng đâu là nha. Rồi, hòa cọc nha. Là sân nhà của em, sân nhà của em. Ôi điệp mẹ vãi luôn. Mẹ sân nhà mày lắm thế. Nhà chứ mình đã. Đấy. Đây mới đúng này. Hòa cọc anh nha, thua anh có 150 đúng không? À, hòa cọc thua 150 tiền bàn nhá. Được chưa? Ok nhá. Rồi vào đây. Okay, nhanh nhanh em còn nóng tay. Ui thì ai chả nóng tay, ai chả sợ nguội. Ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi, Sala. Sala. Ui. Từ từ thôi em ơi. Ui, hay quá em ơi. Tạt thế mới là tạt chứ. Kenny De Bruyne De Lima. Tạp như thế hay thì... quá em ơi. Địt có mẹ đéo được ạ. Bùm. Đấy mà dứt khoát đá phải dứt khoát vô anh ơi. Đây ôi. Đây ôi. Đâu nào. Ôi địt mày anh đang đà chạy không là em lấy được bóng rồi. Thế cơ à. Anh đang đà chạy anh chạy nhanh quá. Thế cơ à. Chạy đi em ơi. Địt mẹ sao Kenvin lại lên trên cánh thế này. Đúng má mày. Vị trí như cặc đây vậy. Rồi. Đây rồi. Ui. Hay quá. Đi con mẹ Tavi Abraham De Lima. Eden Hazard. Tavi Abraham. Ui. Ui con mẹ. À. Ai lồn quá nhờ. Có thể dứt điểm ngay. Có thể dứt điểm ngay. Có thể dứt điểm ngay. Đi mẹ nhẹ quá, nhẹ quá. Đéo cứa được. Căng quá, đi quá. Đéo vui được nữa rồi, đéo đùa được rồi. Điệp mẹ. Tiền đấy anh, tiền bạc tiền không ấy. Cả đấy. Tiền cả đấy. Tiền cả đấy. Ôi anh đổ đá kỹ thuật. Ui em ơi, điệp mẹ em ơi. Dẫn cọc anh nha. Cọc vào vẫn tính à? Tính chứ, chẳng này anh có giao đâu. Được, ok. Cọc vào cũng tính. 100. Điệp mẹ. Hay quá Abraham. Thế trừ tiền bàn lúc nãy đi còn 5 xịt. À đâu cộng thêm 5 xịt nữa 200 thì còn lại 100. Đúng chưa? Ok anh ơi. Ok em nhá. Bóng như đang khiêu vũ giữ đôi chân vậy. Tát rồi. Cristiano Ronaldo. Tay ơi. Tay ơi. À, từ từ xem lại cái xem có cọc không nhá. Thì phải phát đầu như vào cọc cái rồi ấy. Ơ sao lại bấm đi. Bóng bật lại, toài đi thẳng vào lưới, thật may mắn. À, bố, sao anh? Sao mày lại bấm đi, thì mẹ đang bảo xem lại mà. Em quên. Địt còn mẹ mày. Xong xong đi, xong rồi xem lại nè. Được. Anh vẫn ăn em 200 mà. Cọc đó đâu có kính đâu, em dụ anh ấy, em lừa anh ấy. Địt cọc. Mà. Nhưng mà quả vừa rồi là cọc. Chưa thì xong anh, xong xem lại. Ok em nhá. Chạy đi em ơi, các em ơi, anh xin các em, địt đây mẹ, rồi. Chạy đi. Đây rồi, đây rồi, hay quá, phút quyết định. Con mẹ mày đéo hiểu sao. Địt con mẹ mà truyền quả cây nữa. Phút quyết định luôn, kết thúc trận đấu. Sao đấy đội ơi? Bởi vì nó đã đem về chiến thắng. Lần đầu tiên trong lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử. Ôi dồi ôi, thủ tôi. Hay quá. Ô cô. Này, này, từ. Theo thông lệ bình thường là vẫn có một trận 1 triệu để gỡ nữa mà đúng không? Đó, bây giờ anh cứ ra xem nữa đã. Đấy. Bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu nhỉ? Anh mang anh 2 trận đúng không? À, trận cuối là thêm 3 lít này. 2 trận là 1 triệu này. À... trận nãy là 150 này. Trận này cũng 100... À đâu? Ừ, trận nãy là 150. Trận này cũng 150 đúng không? Trận này cũng 3 bàn đúng không? Ok, là hòa, đúng rồi. Là hòa tiền bàn này. Tiền cọc hình như cũng đang hòa nhau đúng không nhỉ?
tiền cọc hòa nhau nè. Ờ, hòa cọc thế thì đúng rồi, mày được 1 triệu chẵn thì đá thêm một trận 1 triệu nữa là hợp lý đúng chưa? Hợp lý anh, mình có vốn mà. Hợp lý. Đá đội hình cộng cao đúng không? Hợp lý anh ơi. Hay là đội hình thường. Đội hình cao em giao rồi mình phải chơi đúng luật chứ anh độ em. Đúng luật. Đi. Còn mà mày chẳng lẽ mất nốt. Ú má mày. Trận này vẫn tính 50.000 một bàn chứ nhỉ? Để nó còn có đi mẹ. Thì anh đã, bây giờ anh đã bỏ tiền cái đá 1 triệu rồi đúng không? Anh tính 100 một bàn chứ. À ừ được rồi, 100 một bàn nhá. Được rồi, nhá. Vẫn tính cọc 100 nhá. Vẫn tính cọc 100 anh ạ. Quyết định nhá, địt mà. À hôm trước mà chưa trả tiền tao đúng không? Trận đấu tuyệt vời đó. Chưa trả tiền. Hôm trước là 2 triệu mấy nhỉ? 2 triệu 3 hay là chưa mấy anh không nhớ nè. Ờ 2 triệu 3 đi. Đâu? 2 triệu 1. 2 triệu 150.000. 2 triệu 150.000. Ờ, ok nhá. Thiệt mại mà, mẹ em này mất hết những gì đang có. Đây rồi. Em mi lên mày. Anh lại thôi. Thiệt mại đội hình này phải đá chắc. Đội hình này em đá cũng ghê lắm á. Thế à? Ừ thì em đá sáng mà. Cũng đá sáng mà anh nên nó mới ăn anh xong. 1 triệu. Đi. Ôi ôi. À, nó Ulit. Được, nó bắt bài rồi. Ôi Ulit làm sao đây? Gung, mới được vô sân. Hernandez. Hernandez. Vẫn là Hernandez. Cái lồn Hernandez cộng 8 hay sao vậy? Quay bãi lồn thật. Bảo sao? Ronaldo. Bảo sao? Lần đầu tiên trong lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử địt mà. Ui, Cristiano Ronaldo. Ô, đây chuyền kìa. Địt con mẹ gì đây? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Nào. What the fuck? Trọng tài không hiểu luôn. Pha đó người ta tranh chấp bóng 50-50 là phạt. Mày đéo xoáy vãi lồn thật. Đây rồi. Thoáng kìa. Đây rồi. Ôi. Một lốc. Đây rồi. Mô gì cả. Hay lắm bà Lê ơi. Bà Lê. Hay lắm bà Lê ơi. Địt mẹ mày. Galen bà Lê. Anh đổ thuốc thì vô, em thuốc béo vô. 1-0 cho các cầu thủ Real Madrid. Lại lồn. Được chưa? Hơn anh ơi, ăn hơn. Ăn hên đi, em sút qua đẳng cấp vãi lồn kêu ăn hết. Đây rồi. Ronaldo de Lima này. Ronaldo de Lima này. Hòa cọc nhá, địt mạ. Hay quá. Win Minh Son. Son phấn đéo gì ở đây. Đây rồi. Mày đua không? Địt mẹ mày đua. Mày đua đấy. Đua. Địt mẹ đua đây. Vạch đích ở kia kìa. Chạy đây. Vạch đích. Nè. Mất bóng. Đua. Trời ơi. Mẹ mày nó sút thẳng luôn ạ. Để họ có cơ gỡ hòa. Tạt nhẹ vào là ăn. Đua hả anh Độ? Quá mềm. Quá mềm. Rồi thủ môn cộng 8 luôn. My god. Thấy vàng khè anh à. Giờ mới thấy. Hay quá. Con lè lè. Ui rồi. Xem thẻ gì nhá. Thẻ vàng thẻ thêm 1 lít. Đi mà không hiểu luôn. Mày soạn như thế đấy không hiểu cái đéo gì. Phải nên giữ cái đầu lạnh ba bu ơi. Đầu nó không lạnh được. Đầu nó nhiều tóc quá. Đối thủ đá ức chế một chút xíu thôi mà đã chột rồi. Chột. Hết sức. Ui, Ronaldo này chưa thể hiện được gì nhiều ấy. Đó là pha bóng cực kỳ đúng lúc. Đây rồi, thể hiện được rồi. Đến giờ thể hiện rồi mọi người ơi. Fabinho ở trong kìa. Ước hết mồ hôi nát luôn. Đi hay quá, một cái thôi làm được. Bây giờ đông mò lên đây. Nhanh lên đây. Chụp lại em ơi, hay quá, đấm bóng cũng được, hợp lý rồi. Điệt con mẹ Son ơi. Sao đi Son? Ờ. Sao vậy em? Đi thôi, mày vãi lồn thật. Phải thế chứ. Gareth Bale.
Ui dồi ôi, đi mẹ mày, trơn vãi lồn, thằng lồn ăn chuối vứt ở đấy. Đây rồi, bếp chết. Rất tốt. Hay ôi, quá trời. Mandini ơi. Mẹ Mandini. Gareth Bale. Alo rồi. Không sao đâu, sút luôn ạ. Đây rồi, Wilmington. Wilmington. Kẻ ấn đấu. Ra 1 cộng 8, địt con mẹ mà. Quá chuyên nghiệp. Thề. Chơi trên sân nhà. Đây rồi. Đây rồi. Một đường chuyền đẹp. Kerry Mbappé. Úi trời. Thằng hậu vệ. Đó là phòng thằng hậu vệ nó sút kìa anh. Người ta rất muốn để lại dấu ấn của mình trong pha bóng này nhưng ô đúng rồi. Không tốt. Trời ơi, cái này mà gươi gôn đâu. Đưa em sút cũng vô nữa. Thề đéo hiểu luôn. Cái này mà là em sút cũng vô. Cơ hội cuối con. Thầy ơi, 30 chứ phải là tết. Cơ hội cuối cùng. Hay quá nhờ. Hay quá nhờ. Địt con. Hay quá nhờ. Penalty đâu, làm gì có. Eden Militao. Địt con mẹ đéo lỗi à. Đây rồi. Đâu nào. Chỉ cần một hay quá. Đéo xin được. Âm một cái thẻ. Âm một thẻ, âm một bàn là 1 lít. Một thẻ 1 lít nữa. Em chuyển khoản anh tiền là 2 lít. Coi như 2 triệu 2. 2 triệu 2 đúng không? 2.250.000. Chọn chưa? Họ xứng đáng với thành quả hôm nay. Cảm ơn Gian Gian nhé, cảm ơn bạn nhiều. Ủa, nhưng mà em đá đội hình này em đá kinh vãi lồn mua ạ. Địt mà em đá hủy diệt vãi lồn. Thôi em nói vậy để lần sau em đá với anh chứ vậy. Không, anh khen thật lòng. Thực sự với em là địt mà. Thứ nhất là em đá địt mà Juventus hợp vãi lồn. Thứ hai là cái đội hình cộng của em địt mà lối đá của em cực sáng luôn. Mà vẫn thua anh trái cuối đéo hiểu luôn. Trận lồn cũng thua trái cuối. Mà điệp anh thấy cái trái của con em bê bu nhá. Em thề với anh đá ngoài đời em suốt trái đó cũng vô nữa. Nó là hậu vệ mà. Nhưng mà thôi điệp mẹ mày chốt lại là 2.350.000 em nhá. Anh nhận okay được chưa? Anh nhận được chưa? Đã nhận đâu? À ừ rồi nhận rồi nhá. Anh nhận nhá. Ok nhá. Nhá. Mình okay hết nợ nhá. Ừ mình hết duyên hết nợ. À đâu mình vẫn duyên. Còn duyên. Ờ còn duyên. Còn nhưng duyên, mà, còn duyên. Mình hết nợ nhưng mình vẫn còn duyên. Hết nợ rồi hết nợ rồi anh. Tối nay mặn dữ vậy ta. Mặn là tại vì lần trước mà chưa trả tiền tao. Chứ tối hôm nay mày mất có 2 lít à đúng chưa. À đúng rồi nè. Ừ. Hôm nay mày đá sáng vãi lồn mà.